Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Tiếp tục là một ban thực chiến nữa trên những cái model máy văn phòng của hãng Recon mà chúng tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau. Tôi sẽ chọn một lệnh in với số lượng 10 bản và chúng ta xem ban này là gì. Vâng, như anh chị và các bạn đang thấy trên màn hình hiển thị, máy đang báo lỗi SC362-01. Với lệnh in của tôi thực hiện là 10 bản, thì ở bản thứ 89 gì đó thì máy ngừng và báo lỗi SC362-01. Với những hướng dẫn và chia sẻ từ chúng tôi qua video này, anh chị và các bạn có thể áp dụng cho những cái model máy thuộc cái phân khúc máy văn phòng của hãng Recon, những cái model đuôi 2, đuôi 3, đuôi 4 và đuôi 5, những cái model mà anh chị có bạn phân phối cho thuê rất nhiều ở thời điểm hiện tại của hãng Recon. Vâng, với lỗi báo này trong bảng mã lỗi của hãng thì chúng ta tra thấy đó là lỗi báo liên quan đến phần sensor của hộp mực từ bị lỗi. Đó là những cái thông tin mà chúng ta tra được trong bảng mã lỗi của hãng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong cái quá trình mà kiểm tra và xử lý cái ban lỗi này. Anh chị và các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi. Đầu tiên, cũng như những cái hướng dẫn trong xuyên suốt những cái series video của chúng tôi, đó là chúng ta sẽ tắt nguồn máy để an toàn trong quá trình chúng ta thực hiện cái công việc sửa chữa. Và những video của chúng tôi hướng tới cái tiêu chí đó là chia sẻ để nhiều anh chị và các bạn có thể làm được. Còn với những anh chị và các bạn đã là kỹ thuật viên thì đương nhiên chúng ta có cách tiếp cận khác, và anh chị và các bạn đã làm quen thì vui lòng hoan hỉ tiếp nhận và đón nhận những video của chúng tôi dưới góc nhìn của những đồng nghiệp để chúng ta cùng đồng hành cùng nhau và chia sẻ đến nhiều anh chị và các bạn có thể làm được. Sau khi mà tắt nguồn máy thì chúng ta sẽ mở cửa bên hông, và với cửa bên hông của những cái model máy văn phòng của hãng Recon, đặc biệt đó là những cái model mà chúng ta bắt gặp nhiều trong cái phân khúc cho thuê và bán của những cái văn phòng công ty hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp, thì chúng ta sẽ thấy là cái kết cấu là gồm có hai cửa, cửa bên hông và cửa trước, mà trong rất nhiều video chúng tôi đã hướng dẫn. Với cửa bên hông thì vẫn tiếp tục một lưu nữa là khi mà mở ra để thực hiện lấy cụm room, cụm cặt chích ra, thì chúng tôi lưu ý đó là chúng ta mở cửa chính này, phía ngoài cùng. Tiếp theo đó sẽ là cái vị trí cửa B mà phần hiển thị này. Khi mà chúng ta dắt máy có những hiện tượng sự cố như dắt giấy kẹt giấy thì chúng ta phải mở ra lấy. Tại sao trong rất nhiều video tôi chia sẻ chúng tôi luôn nhấn cái điểm nhấn này? Vì nhiều anh chị và các bạn chỉ là người dùng máy và thực hiện trong các cái hướng dẫn của chúng tôi, thì chúng tôi luôn lưu ý điều này để tránh những cái sai sót hoặc xảy ra những cái sự cố. Ví dụ chẳng hạn như là cửa chưa mở hết mà chúng ta tiếp cận những cái phần bên trong của máy để dẫn đến những cái hư hỏng ngoài ý muốn, mà điều đó thì chúng tôi sẽ hoàn toàn sẽ không mong muốn và hướng dẫn cụ thể để anh chị và các bạn có thể làm được. Và tiếp theo, cũng như những cái thao tác mà sửa chữa khác, thì chúng ta sẽ mở cửa trước. Khi mở cửa trước thì chúng ta thấy cái phần cắt chích cụm room mực từ của những cái model máy văn phòng của hãng Recon như anh chị và các bạn thấy rồi, nhiều video chúng tôi cũng hướng dẫn rồi, nó sẽ nằm ở mặt trước và sẽ kết nối một cái jack tín hiệu để điều khiển rồi nhận những cái thông tin từ cái phần sensor. Đây là cái cụm cắt chích room và được giữ bởi một vít. Trong trường hợp máy còn nguyên bản hoặc là máy mới, chúng ta ngoài cái vít phía dưới này, anh chị các bạn sẽ thấy một cái cá cài như ở màu trắng ở bên góc hướng 1 giờ ở phía góc chéo phía trên, có cái tay cài bằng nhựa, anh chị lưu ý đó. Sau khi mà nhả ốc này, rút rác này, mở chốt này, chúng ta sẽ kéo cắt chích ra phía ngoài và cầm vào cái dây màu xanh được hãng thiết kế để chúng ta đỡ. Và trong quá trình thực hiện lấy ra, anh chị các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thực hiện đồng thời hai thao tác như tôi đang hướng dẫn ở đây, đó là chúng ta sẽ cầm dây màu xanh và đỡ một cái tay trái phía dưới, tránh trường hợp cái dây màu xanh bị lỗi, cái dây sắt này bị lỗi, bị mục nát hoặc bị những yếu tố cái sai sót kỹ thuật nào đó, nó dẫn tới tình trạng là đứt dây và rơi cắt chích xuống, dẫn đến hư hỏng ngoài ý muốn. Rồi sau đó chúng ta di chuyển bộ cắt chích này ra phía bàn để chúng ta tiếp cận.
xử lý và kiểm tra. Đây là bộ cạch trích và phần tra bảng mã báo lỗi trong cái bảng lỗi 362-01, nó báo cho chúng ta biết là lỗi TD sensor, lỗi nhận tín hiệu trong cụm mực từ. Để cái phần tháo lắp nhanh và dễ dàng thì anh chị các bạn lưu ý là chúng ta không nhất thiết phải tách hẳn hai nửa ra. Trừ trường hợp bộ từ bị lỗi bó cơ hoặc là những cái phần chi tiết sâu bên trong cần phải thay thế hoặc là kiểm tra hệ cơ hay những cái chi tiết sâu thì chúng ta cần phải tháo tách hai nửa cụm room, nửa room phía trên và nửa mực từ phía dưới để chúng ta dễ dàng tiếp cận và thao tác. Còn với ở trường hợp này, TD sensor được lắp đặt ở phía dưới gầm của cái khoang chứa thành phần hỗn hợp mực từ, thì tôi hướng dẫn anh chị và các bạn chúng ta sẽ lấy một tờ giấy ăn vo như tôi ở đây để chúng ta đậy lại cái phần khoảng khuyết để tiếp nhận mực trong cái bình mực lớn. Trong quá trình chúng ta nghiêng, chúng ta tiếp cận cái TD sensor nó tránh rơi vãi và đổ từ ra phía ngoài. Anh chị và các bạn vo tờ giấy ăn hoặc là miếng băng dính, rất nhiều cách để chúng ta có thể đậy cái vị trí này lại. Đây, đó. Sau đó chúng ta xoay cái cặt trích room hướng ngược về phía trước. Và như anh chị và các bạn thấy trong rất nhiều video hướng dẫn tiếp cận những linh kiện vật tư, đặc biệt là room, thì chúng tôi luôn thiết kế một cái mặt phẳng và an toàn, đó là chúng tôi trải giấy hoặc báo. Anh chị và các bạn lưu ý thực hiện theo đúng cách mà chúng tôi hướng dẫn để tránh những cái xước sát hoặc hư hỏng room ngoài ý muốn. Có những cái model máy room khá đắt, hơn 1 triệu đồng. Đó, như vậy là chỉ một vết xước là chúng ta buộc phải thay room mới. Thì trong quá trình hướng dẫn chúng tôi luôn lưu ý anh chị và các bạn điều đó. Rồi sau khi mà chúng ta hướng cái cụm cạch trích xuống về phía trước thì chúng ta sẽ nghiêng một góc như anh chị các bạn thấy ở đây. Và với trường hợp này thì bề mặt room của chúng ta sẽ được chúng tôi trải tờ giấy trắng và nó sẽ an toàn trong quá trình chúng ta nghiêng như thế này. Đó. Và dây dẫn tín hiệu để bộ xử lý nhận được thông tin từ TD sensor thì chúng ta thấy ở đây rồi. Chúng ta sẽ nhả rác cài phía trước này, nó tách hẳn ra như thế này. Và cái công việc anh chị cần làm là chúng ta cần một cái vít hai cạnh và một cái vít để chúng ta thao tác tháo cái cá ốp tre ở phía ngoài của TD sensor. Nếu anh chị và các bạn đã là kỹ thuật viên thì đương nhiên chúng ta có cách để kiểm tra, để test. Nhưng với video này, chúng tôi hướng tới chia sẻ trong cái yếu tố như tôi đã nói ở phần đầu video là hướng tới cộng đồng những người dùng máy photo. Những anh chị và các bạn mới vào nghề hoặc biết một chút về kỹ thuật máy photo có thể làm được. Cái công việc cần chuẩn bị đó là chúng ta phải chuẩn bị một TD sensor mới. Với TD sensor này thì ở thị trường có rất nhiều nhà cung cấp và phân phối ở mức giá khác nhau tùy theo cái chất lượng, tùy theo thương hiệu của nhà cung cấp hoặc là tùy theo cái đơn vị họ nhập về. Anh chị và các bạn chuẩn bị. Và để giúp chúng ta tránh nhầm lẫn giữa người mua và người bán thì anh chị và các bạn vui lòng cung cấp thông tin chính xác những cái model máy photo anh chị và các bạn đang gặp phải cái lỗi, cung cấp chính xác cho nhà phân phối hoặc là bên bán, họ sẽ gửi cho anh chị các bạn đúng cái mẫu, không bị nhầm lẫn giữa model này với model khác. Đây là TD sensor dưới gầm của khoang chứa mực từ để kiểm soát cái tỷ lệ hỗn hợp mực từ trong khoang chứa. Tôi nghiêng một góc và tôi sử dụng vít hai cạnh đẩy ở cái vị trí khuyết đây. Anh chị các bạn sẽ thấy tôi đang để một cái vị trí họ thiết kế, họ sẽ để một cái vị trí khuyết đây. Để các cái vị trí mở thường kỹ sư thiết kế họ sẽ để những cái gợi ý để giúp cho chúng ta dễ nhìn nhận để xác định được cái vị trí mở. Anh chị các bạn để cái vít hai cạnh vào đây và gẩy nhẹ một nhịp để nhả cái cá đây. Anh chị sẽ thấy là khi tôi nhả vít hai cạnh sẽ có một cái vấu nhỏ ở đây. Đấy, nó rời cái vị trí cài này, chúng ta kéo ra và tiếp tục phía bên trong cái hướng đối xứng bên tay phải chúng ta sẽ có một cái bấu nhỏ để thả vào vị trí này. Phía dưới cài sẽ là có một cái cá tiếp theo, cá dạng ngạnh ngang. Đây, anh chị có thấy ở đây và được cài vào vị trí dưới này. Đó, có 3 vị trí khóa, vị trí thứ nhất phía trên,
vị trí phía bên phải và vị trí dưới đáy ngang. Khi mà lắp vô thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách lắp. Và khi định vị cái tele sensor ở vị trí anh chị các bạn thấy ở đây thì nhà sản xuất họ sẽ định vị bởi một cái lớp keo mỏng để áp cái tele sensor này vô vị trí này. Anh chị và các bạn, nếu như vẫn còn zin, anh chị các bạn có thể dùng vít hai cạnh, dùng dao dọc giấy hoặc bất cứ một cái công cụ gì đấy dạng mỏng. Và nếu thông thường thì chúng ta chỉ cần tháo ra để kiểm tra vệ sinh này, dây lỗi này, rắc lỗi này, tất cả những cái vấn lỗi về cơ khí kết cấu, cong vênh gãy vỡ trong nhiều video tôi đã chia sẻ rồi, là chúng ta phải kiểm tra trước đó, tránh trường hợp là chúng ta tiếp cận cái vấn đề bị sai hướng mà dẫn tới cái trường hợp là chúng ta tốn tiền bạc. Đó, trường hợp trước khi quyết định đặt hàng mua một TD sensor mới để thay thế thì chúng ta sẽ vui lòng tháo và kiểm tra phần cơ khí, phần kết cấu của nó trước. Mà xác định không có vấn đề gì rồi thì đương nhiên chúng ta phải tiếp cận tiếp theo, mọi thứ sinh ra đều mất đi và khi hư hỏng đương nhiên phải thay mới. Đó, chúng ta sẽ để ngón cái của tôi sẽ định vị ở đầu trong của TD sensor vì nó là một cái mạch rất mỏng, nếu trường hợp chúng ta gẩy lực quá mạnh dẫn đến cái trường hợp gãy hoặc là tổn thất liên quan đến cái linh kiện này. Ở trường hợp chúng ta tháo ra để kiểm tra vệ sinh thì đương nhiên chúng ta phải an toàn cho nó, vì nếu như chỉ là một cái trục trặc đơn giản nào đó, yếu tố khách quan mà chúng ta thao tác sai dẫn đến gãy thì đương nhiên chúng ta phải mua thay mới, và điều đó chúng ta nên tránh. Rồi sau khi mà tháo chúng ta sẽ ngón cái chúng ta làm cân lực phía đầu hướng bên trái, hướng màn hình anh chị các bạn đang thấy. Chúng tôi đưa tô vít hai cạnh gẩy nhẹ cái đầu này lên và rời nó ra. Đây là cái mặt cảm biến để áp dưới đáy của bộ mực từ để cảm nhận cái ma sát trong thành phần hỗn hợp mực từ. Và anh chị và các bạn làm viên của chúng tôi đương nhiên anh chị và các bạn sẽ hiểu điều này, cái đo lường của nó để tính toán cái lượng mực trong khoang chứa mực từ. Có những cái model thì cái TD sensor được thiết kế đó là đục một cái lỗ thủng xuyên đáy để bề mặt của cảm biến sẽ lọt hẳn vào phía trong khoang chứa mực từ để nhận những cái tín hiệu ma sát trực tiếp. Có những cái model thì xuyên qua vách và đo cái ma sát dạng rung ở phía ngoài của phần nhựa. Rồi sau khi mà tháo ra, như chúng ta đã quan sát thấy ở đây, hiện trạng là cong vênh gãy vỡ hay những yếu tố anh chị các bạn phải kiểm tra, chúng ta đã kiểm tra. Và để định vị thì chúng ta có thể dùng băng dính hai mặt và tránh cái vị trí tiếp xúc đo điện rung này, mà chúng ta có thể định vị ở phía ngoài cái mạch không có cái vị trí tiếp xúc đồng. Đây đó, anh chị các bạn dùng băng dính hai mặt loại tốt để định vị chỗ này và đặt vào đúng cái vị trí khuôn zin trong máy, và ngón cái của bàn tay trái chúng ta sẽ định vị giữ này, sau đó chúng ta cài dây vào cái vị trí ban đầu. Và khi lắp vô thì anh chị các bạn thấy là tháo ra thì sẽ là quy trình ngược với lắp vô. Tôi sẽ thả cái đầu chốt phía bên cái lỗ bên đây trước và cái cá ngầm mà ngạnh ngang. Đấy, khi tôi đặt vô, anh chị các bạn thấy cái vị trí này, tôi ấn nhẹ một cái này. Đó, tiếng tách, và tôi sẽ kiểm tra độ rung lắc để xác định chính xác cái ốp giữ TD sensor đã được vào vị trí. Sau đó chúng ta để đậy cái vị trí TD sensor áp sát vào với cái đáy của khoang mực từ thì sẽ có một cái nhựa ở đây, anh chị lưu ý nhé. Đó, chúng ta sẽ dùng vít hai cạnh ấn nhẹ một cái nhựa để xác định là TD sensor đã vào vị trí áp sát. Rồi sau đó chúng ta di chuyển cái catchick ở vị trí đứng trả lại và nhớ các cái thao tác phụ, đó là chúng ta đã làm điều gì đó thì chúng ta phải trả lại vị trí ban đầu, tránh trường hợp thay xong thì máy lại phát sinh cái lỗi khác là do những cái yếu tố là chúng ta chủ quan, chúng ta không kiểm soát hết những cái thao tác của mình. Nhấc cái vị trí giấy chúng ta hoặc băng dính chúng ta gỡ ra, vì làm vội mà không gỡ ra thì sau này test xử lý xong ban này thì chuyển sang ban mờ vì đầu mực cấp vô bị chặn mất bởi cái giấy hoặc cái miếng băng dính của anh chị không ạ. Đó là cái khuyến cáo từ chúng tôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
di chuyển cái cắt chích này vào vị trí lắp máy để chúng ta test thử xem là đúng cái ban báo lỗi SC 362-01 hay không. Rồi, đặt vào đúng giá và chúng ta đẩy hết hành trình vào phía trong. Và quy trình lắp vô sẽ ngược với quy trình tháo ra, chúng ta sẽ định vị ốc bát để chắc chắn khối cụm của chúng ta đã vào đúng vị trí trong khoang máy. Cài khóa nhựa, sau đó chúng ta cài dây và cắm rắc. Rồi, tiến hành đóng cửa để test lại máy xem là chúng ta đã bắt đúng ban và xử lý đúng cái trường hợp này chưa. Đóng cửa và khởi động máy. Trong quá trình anh chị và các bạn làm theo video hướng dẫn từ chúng tôi, anh chị và các bạn có thể thực hiện những cái thao tác đó là chụp hình lại trong quá trình toàn bộ những cái diễn biến anh chị và các bạn kiểm tra tháo lắp, để giúp anh chị và các bạn trong quá trình lắp vô sẽ không bị nhầm lẫn hoặc không bị sai sót. Với những anh chị và các bạn dùng máy không có chuyên môn, am hiểu về kiến thức kỹ thuật của máy photocopy, đó là những cái chia sẻ từ chúng tôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test lại một lệnh. Hồi nãy thì tôi nhấn lệnh 10 bản, thì bản thứ 8 thứ 9 thì máy dừng và báo lỗi. Bây giờ tôi sẽ chạy một lệnh 10 bản tương tự này. Và tiếp tục một lệnh nữa với số lượng là 10. Vâng, để chắc chắn tôi sẽ test thêm một lệnh nữa, 10 bản nữa. Vâng, như vậy là chúng tôi đã đồng hành chia sẻ cùng anh chị và các bạn cái lỗi báo SC362-01 rất thường gặp trên những cái model phân khúc máy văn phòng bán và cho thuê rất nhiều ở thời điểm hiện tại của hãng Rikon. Và tôi đang làm mẫu trên model MP6054. Lỗi này rất thường gặp trong quá trình khai thác và vận hành máy ở cường độ cao và lâu không bảo trì bảo dưỡng. Anh chị và các bạn vui lòng cập nhật những cái thông tin chia sẻ từ kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy của chúng tôi, hoặc giới thiệu kênh của chúng tôi đến nhiều anh chị và các bạn, những người đang dùng máy photocopy hoặc những anh chị và các bạn mới tiếp xúc với nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, để có thêm những cái thông tin, thêm những cái giải pháp giúp cho anh chị và các bạn giải quyết những cái khó khăn, những cái vướng mắc trong quá trình anh chị và các bạn làm nghề. Chúng tôi biết ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành, cổ vũ và đón nhận những cái sản phẩm dịch vụ từ iCopy chúng tôi. Hãy để lại những bình luận, những comment để chúng tôi có ý tưởng làm những video thực chiến chia sẻ đến cộng đồng những người đang sử dụng và làm nghề liên quan đến máy photocopy. Trong video này, tôi đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cái cách tiếp cận để thay thế một TD sensor đo cái điện áp trong khoang chứa mực từ sai dẫn tới lỗi báo SC362-01. Anh chị và các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh để chúng tôi có thêm những cái động lực phát hành nhiều hơn nữa những video thực chiến chia sẻ đến cộng đồng những người đang làm nghề và liên quan đến lĩnh vực máy photocopy. Tạm biệt anh chị và các bạn, hẹn gặp lại ở trong những video thực chiến tiếp theo của iCopy.